âm mưu chống phá đất nước trong đại dịch của Pháp Luân Công. Pháp Luân Công được biết đến là một tổ chức do Lý Hồng Chí sáng lập năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Nhìn bề ngoài thì hoạt động của Pháp Luân Công là tập hợp các bài khí công dưỡng sinh, nhưng phần lớn các thành viên của Pháp Luân Công tại Việt Nam cũng như trên thế giới không ý thức được mình đã và đang bị lôi kéo, cuốn vào một cuộc đấu tranh chính trị, khi mà mục tiêu và lý tưởng của Pháp Luân Công là chống lại chủ nghĩa cộng sản. Những năm qua, hàng loạt các trang tin của Pháp Luân Công đã được lập ra như Đại Kỷ Nguyên Tiếng Việt, Tân Đường Nhân Tiếng Việt, Tri Thức VN.net, Tinh Hoa.net, Tin Đa Chiều.com, Tân Sinh.net. Song song với việc tuyên truyền, quảng bá Pháp Luân Công, các trang tin này còn được sử dụng để tán phát nhiều thông tin giả mỗi khi có cơ hội như thiên tai, dịch bệnh nhằm dẫn dắt dư luận, kích động tư tưởng chống cộng sản. Đáng chú ý, các trang tin này đều nằm trong hệ thống truyền thông được tiến hành bởi các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân ở Mỹ như Đài Phát Thanh Sound of Hope, Đài Truyền Thanh Tân Đường Nhân, Báo Đại Kỷ Nguyên, hãng truyền thông True Media, Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận. Khi dịch Covid-19 bùng phát, các trang thông tin này đã tích cực đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai lệch, thiếu căn cứ, thêu dệt lên nhiều thuyết âm mưu, làm nhiễu loạn thông tin liên quan dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch bệnh của các lực lượng chức năng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn trong xã hội. Thông tin thất thiệt về dịch Covid-19 được Pháp Luân Công xuyên tạc nhằm hướng tới 3 mục tiêu gồm: một là đẩy người dân vào tình trạng hoảng loạn. Pháp Luân Công đưa ra hàng loạt tin tức kiểu như số người chết vì Covid-19 lớn hơn con số thống kê của chính quyền. Riêng ở Vũ Hán đã có 14.000 người chết. Bệnh viện dã chiến để chống dịch là các trại tập trung, trong đó bệnh nhân chết vì không được ăn uống, chăm sóc đầy đủ hoặc vì bị thủ tiêu. Dịch Covid-19 là ngày tận thế đã được tiên đoán trong các lời sấm hoặc trong sách Khải Huyền. Hai là tin giả được đưa ra, qua đó khiến người dân mất niềm tin vào đời sống hiện thực, chuyển sang chống lại các đảng cộng sản, tiêu biểu như Covid-19 là vũ khí sinh học của chính quyền Trung Quốc. Chính quyền ở Trung Quốc và Việt Nam đang bưng bít thông tin về dịch Covid-19. Nhà nước Việt Nam đang bán nước vì không đóng cửa biên giới Việt Trung để ngăn dịch và vì gửi khẩu trang để hỗ trợ Trung Quốc. Người bỏ đảng, đoàn, đội sẽ không bị nhiễm virus. Ba là thuyết phục người dân tham gia Pháp Luân Công để miễn nhiễm với bệnh tật và được lên trời sau tận thế. Trong đó có các thông tin xuyên tạc như người tập Pháp Luân Công sẽ miễn nhiễm với mọi loại virus. Dịch Covid-19 là biểu hiện của ngày tận thế, của việc vũ trụ hủy diệt và tái sinh. Người tập Pháp Luân Công sẽ được tái sinh cùng vũ trụ mới, trong khi những người khác sẽ bị hủy diệt cùng vũ trụ cũ. Cùng với các thông tin sai lệch từ Pháp Luân Công, thì các thành phần phản động, chống phá nhà nước Việt Nam đã triệt để lợi dụng những tin giả từ nguồn này để tuyên truyền, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận, tạo các tâm lý phản đối, mâu thuẫn trong xã hội, khiến người dân không tin tưởng vào các cơ quan chức năng, chính quyền. Chính những điều này đã gây cản trở và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua. Khi mọi chú ý đang dồn vào dịch bệnh, nhiều người vẫn không hay biết bản thân bị cuốn vào nạn tin tức giả trên thế giới mạng, với tốc độ lây lan và phát tán còn nhanh gấp bội lần dịch bệnh thực tế. Điều đáng lo là những tin tức chết chóc, gây hoang mang, khiếp hãi, hỗn loạn trong dân chúng thì lại được lan truyền, chia sẻ nhanh, nghiêm trọng nhất vẫn là những thông tin sai lệch, đi kèm với những lời khuyên y tế hay phương thức chữa trị mầu nhiệm. Trước đó, ngày 3 tháng 2 năm 2020, Facebook đã phải tuyên bố sẽ gỡ bỏ những thông tin sai lệch về Covid-19. Những thông tin này bao gồm việc dịch bệnh là vũ khí sinh học của chính phủ hay nguồn gốc của căn bệnh xuất phát từ món cháo rơi. Trong tình hình hiện nay, mỗi người dân, nhất là những người tham gia mạng xã hội, cần thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đề cao ý thức cảnh giác, tỉnh táo, sàng lọc kỹ lưỡng, tham chiếu khi tiếp nhận thông tin, bình tĩnh lắng nghe lời khuyên của các nhà chuyên môn và khuyến cáo của các ngành y tế để cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, cần mạnh dạn lên án, đấu tranh với tin giả từ chính cộng đồng mạng, giúp ích cho cộng đồng, xã hội cũng là giúp chính mình.